Xin chào mọi người, hôm nay Phú Quang sẽ giới thiệu đến mọi người hai con đèn LED bảng ở phân khúc giá rẻ mới nha. Thì con này là CE520D và CE520R. Thì con dòng D này thì nó là sẽ là dòng daylight, có nghĩa là chỉ là ánh sáng trắng thôi. Và có một cái điều điểm cộng con này là chỉ số hoàng màu là 98, rất là cao nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mở hộp hai con này. Đầu tiên thì mình sẽ mở con đèn ánh sáng trắng trước nha. Rồi. Thì trong bóc của nó thì nó sẽ có cái này là cái đầu dù. Đầu dù này mình sẽ lắp vào chân đèn ở phía dưới này. Đây, phía dưới này nó sẽ có một cái đầu chuyển 1/4 và 3/8 inch. Mình có thể mình đổi đầu được, hoặc là mình tháo hàng ra và mình đặt lên cái chân đèn ha. Ok. Rồi, cái này thì mình sẽ mở ra để điều chỉnh góc độ. Cái này là khớp nha. Rồi, chỗ này thì mình có thể mình xỏ được cái dù vô luôn. Ở đây, mình sẽ có cái dù mình xỏ vô cái lỗ này. Đó. Thì trường hợp mà mình nếu được thì mình sẽ gắn cái dù xuyên vào để cho ánh sáng nó mềm lại hơn nha. Rồi tiếp theo, cái này là gì đây? À, cái này là cái adapter nguồn. Thì cái này là nguồn 15V. Cái này nó có một cái dây số 8 nữa. Đây, dây số 8 thì nó ở đây. Cái này khá là dài nha. Rồi, món tiếp theo. À rồi, cái này là cái đèn thôi. Vậy là trong bộ này nó sẽ có cái đầu dù và bộ nguồn nha. Thì con đèn này nó sẽ có hai cái đầu ốc 3/8 ở hai bên. Đây, đầu trên đầu dưới nha, đầu này này này. Rồi đầu bên này nữa. Được không? Phía trên này là nó có một cái tấm ánh sáng để làm cho ánh sáng nó mềm lại, dịu lại. Rồi, còn mặt sau thì có công tắc. Rồi mình sẽ lắp pin vào đây. Pin này thì mình sẽ sử dụng pin dòng F của Sony là F970, F550 gì đó. Hai cục. Rồi cái này là DC, DC nguồn thì mình sẽ cắm dây nguồn trực tiếp vào đây. Rồi còn cái này là cái nút chỉnh dimmer. Cái chỗ này nút đó cũng bấm được luôn nha. Có nghĩa là mình sẽ dùng là chỉnh channel hoặc là battery. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đập qua cái hộp đèn thứ hai. Thì con này là CE520R nha. Dòng R này thì mình chỉnh nhiệt độ màu. Rồi tương tự thì cái này thì nó cũng là cái đầu dù, cái adapter nguồn và dây nguồn. Tương tự nha. Và con này để mà phân biệt giữa hai con này với nhau thì mình sẽ để ý cái màu ở trên phần viền này. Thì con này là nó để màu đen này, cái này để màu xanh này. Đó, tương tự thì nó cũng có cái miếng tảng sáng này. Và hai đầu vẫn là đầu ốc để dặn vô. Rồi, ở đây thì nó sẽ có hơi khác một chút là cái nút bấm này mình có thể mình chỉnh qua ngoài trắng vàng thì mình có thể chỉnh là RGB. À, có cái này vậy là con này có thể chỉnh được màu. Rồi bây giờ mình cắm nguồn điện vô để mình thử nha.
Rồi cái này mình cứ cắm vô cái DDC nguồn trực tiếp này là ok nha. Để coi. Này cái này mình không có cắm vô hết ngoài, mình chỉ cắm vô nó còn dư ra một chút này. Ok. Đây nha. Rồi công tắc này bật lên này. Rồi mà mình muốn chỉnh battery hay channel thì mình cứ bấm vô này. Này channel 1 này. Rồi. Cái này là cái chỉnh qua dimmer. Cái này phần cái phần trăm độ sáng này. Đó. À cái này 99% thôi chứ không có lên 100% nha. Nó để 99% thôi. Rồi để mình giảm độ sáng xuống này. Để có xem có thể giảm được xuống dưới 10 không nha. Ờ cái này là dưới 25 thôi, từ 25 trở lên thôi. Và cái ánh sáng 25 này á thì nó khá là ổn. Đó. Rồi, mình tăng lên là từ 25 nha. Giảm xuống nữa là thấp hơn là nó tắt luôn rồi. 25 cho tới 99. Ok. Cái này thì lúc này bấm thôi nên nó không có tác dụng gì hết. Rồi bây giờ mình dặn nhỏ lại xuống một chút để mình gỡ cái tấm này ra. Xem cái ánh sáng gắt của nó là như thế nào. Hạt lai. Rồi gỡ ra nha. Rồi. Kéo này nè, đó. Thì trong này nó sẽ có một cái dải. Con ốc này dặn ra thôi. Rồi, trong này nó có một dải led này rồi. Ok, bật lên lại này. Rồi dặn lên nha. Đó. Lên thì cái ánh sáng này là ánh sáng gắt nha. Gắt hơn nhiều so với khi mà để cái tấm trắng vô vào. Đó. Rồi. Khi mà mình đẩy tấm trắng vô này. Vô này. Đó. Ánh sáng nó sẽ mềm lại. Còn đây ánh sáng nó gắt hơn này. Thấy không? Ok. Bây giờ mình sẽ cắm thử quá đèn này luôn nha. Rồi đèn này thì mình sẽ chỉnh được là RGB. Đó. À, đèn này thì mình đèn RGB mình chỉnh nó được 100 luôn chứ không có 99 giống như con vừa rồi. Và mình giảm xuống tối thiểu là 25 nha. Rồi, còn cái nút này, cái nút này bây giờ mình sẽ bấm vô để mình chỉnh nó qua cái ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu trắng, cái này nằm 5/6 này. Cái này xuống ánh sáng vàng này. 3/2 này. Rồi. Ok, cái này mình sẽ giữ đề lâu vào nha thì nó sẽ chuyển qua chế độ là RGB. Và mình sẽ xoay cái phần ở đây thì nó sẽ có là 360 độ. Và mình sẽ chỉnh màu vì tùy thuộc vào cái độ này. Đó, mình xoay này. Ví dụ như lên gần 360 thì nó sẽ là màu đỏ. Đây, 360 qua đỏ này. Này, 360 này, đây màu đỏ nha. Đó. Thì cái này thì mình có thể mình đánh mình tạo màu cũng được. Tương tự thì cái miếng tảng ở đây nha. Tương tự thì cái miếng tảng ở cái khu vực này nè, mình có thể mình lấy ra để cho ánh sáng nó gắt hơn cũng được nha. Và để mình mở ra mình coi cái cơ chế vận hành của nó như thế nào. Rồi, thì ở đây nó có một cái dãy màu. Để mình hạ xuống đi, quay cho nó nhìn cho nó rõ. Rồi. Ở đây nó có một cái đèn led, phần này phần trăng phần trắng trắng này, cái này là led đỏ này. Nó sẽ khác với con bên này. Con bên này thì nó chỉ có phần led trắng thôi, nó chứ nó không có trang bị những cái led đỏ ở phần giữa như thế này. Và cái này mình sẽ chỉnh màu khác. Đó. Mình chỉnh với màu khác thì cái led này nó sẽ đổi màu được luôn nha. Và cái màu chủ yếu nó sẽ đi từ led này. Đó.
Cái này thì chắc là phải lắp cái tấm này vô nếu mà mình quay người nha, để cho nó hơi bị khỏi khó chịu mắt. Vẫn lắp cái tấm này vô, mình trượt vào, đặt vô cái khe rãnh đó, rồi trượt vào thôi đó. Thì cái này mình nhìn vô thì mắt nó dễ chịu hơn nhiều luôn. Ok. Này chỉnh công suất. Rồi, cái này chỉnh màu. Đó. Thì hai con đèn này là hai con đèn phân khúc giá rẻ trong led bảng nha. Nó sẽ không có bên đo, nhưng mà bù lại nó sẽ có một cái tấm này. Tấm này thì mình thấy nó khá là hiệu quả. Tấm phản sáng này khá hiệu quả nha. Và hai con đèn CE520D và CE520R này thì hàng sẽ luôn có sẵn tại Phú Quang và sẽ có giá tốt nhất cho mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.